Chào mọi người nhé. Thì những clip trước mình chia sẻ với mọi người cách chơi đàn. Hôm nay clip này chia sẻ với anh em mà mới tập đàn á, muốn mua cho mình một cái đàn có thể chơi được ấy. Thì cái kinh nghiệm của mình có người truyền lại cho mình là như thế này. Nếu mà các bạn chọn một cái đàn, mình không biết là rẻ hay đắt tiền nhé, thì các bạn căng dây nó ra, không cần đúng dây hay sai hết, các bạn quán một cái rồi các bạn nắc này, không biết cái mic nó có thu được không đó, các bạn để im này, các bạn nghe nha, kể cả các bạn giữ dây lại thì vẫn nghe âm thanh nó quanh quẩn trong này. Nếu các bạn không giữ dây thì cái âm thanh của nó sẽ kéo dài ít nhất là khoảng 30 giây. Đấy là một cái cây đàn mà nó cái thùng nó ra âm thanh hay cho chúng ta. Còn về cái dây ấy, nếu mà cái thùng nó không kêu được thì các bạn, cái tiếng mà các bạn nghe chỉ là cái âm thanh của dây thôi. Đó, tại nay mình chuẩn bị thay dây đàn này cho nên mình sẵn mình chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm như thế. Còn thì mình cũng được mọi có người chỉ lại thôi. Còn nhiều cách để chúng ta test đàn, ví dụ như xem cần đàn này nó có thẳng hay không thì các bạn đè đây rồi nhìn xem cái dây này nó có bám vào đây không nha, đè từ ngăn đầu tiên tới ngăn này thôi, 12 thôi, để chúng ta không ít khi chơi trên này lắm, đè tới ngăn 12 này và nhìn xem cái đường này nó có hở hay không. Nếu mà chỗ nào nó hở nhiều còn chỗ nó không hở thì là cái đàn này, một là tại cái phím này nó không đều, hai là cái cần đàn nó bị cong. Đó là cách chúng ta kiểm tra cần đàn nó thẳng hay không. Và tốt nhất là các bạn mua đàn thì nên mua cái cây đàn nó có cái tỳ chỉnh này. Đó, bởi dây đàn của chúng ta cái lực kéo nó rất là khủng khiếp thì lâu ngày cái cần đàn của chúng ta nó sẽ cong. Nó sẽ cong và làm cho trên này âm thanh khác, từ đây trở đi âm thanh nó lại khác, chúng ta chơi thì nó không được hay nữa và bấm sẽ nặng tay hơn bình thường nhá. Đấy là cái kinh nghiệm mà chọn đàn. Còn cách mà thay dây đàn đó, thì chắc là ai cũng biết, nhưng mà mọi người lưu ý này, cái khóa đàn nhá, nhìn cái dây đàn của mình này, thấy không, cái hàng này nhá, dây nó quấn ở phía trong hết này, phía trong hết nhá, còn ở dưới này. Đó, mọi người lưu ý nhá. Như thế thì cái khóa đàn này, tất cả các khóa chúng ta đều vặn một chiều là lên, một chiều là xuống hết. Chứ các bạn không để cái dây này ở trong, cái dây này các bạn lại cho vòng ra ngoài này, vặn chiều này thì vào. Nhưng mà cái khóa bên này các bạn vặn chiều này nó lại thành ra. Thì như thế chúng ta sẽ khó kiểm soát cái dây đàn, lúc chúng ta lên dây xuống dây không biết được nào một lần hết. Hoặc là một người lạ mượn đàn của chúng ta, người ta cũng không biết được nào chỉnh dây cả. Cái này là tùy chúng ta nhìn nhận thôi nhá, nhưng mà đây là kinh nghiệm của mình này. Đó. Vậy thôi, để đấy. Còn dây đàn để mình thay cái dây đàn của mình xong thì mình test thử. Này thì cái bộ dây Sliding Dog. Đó, thằng em nó mới mua tặng bộ dây 90.000. Tại dây của mình giờ chơi lâu quá nó cũng cầm rồi, không kêu được như bình thường, nó không có ý là mình thay nó đi. Thank you.
Sau khi chúng ta vào dây xong thì chúng ta kiểm tra lại các chốt nhé. Và những cái đầu dây thừa này thì mọi người dùng kìm bấm nó đi. Đó, và chúng ta lên dây đàn thì mọi người lưu ý này. Cái lần đầu lên dây đàn thì chúng ta lên từ cái dây to nhất trước nhé. Và lúc này cái cần đàn này nó chưa bị cái gì kéo thì chúng ta dùng cái dây bự hơn này, dây to hơn này để kéo cái cần đàn cho nó căng ra thì nó bớt đi. Chứ các bạn mà lên từ dây bé này mà lên nó chuẩn đó, thì đôi khi ví dụ cần đàn của chúng ta giả sử như cần nó có cái tì này nó đang ướn ra này, các bạn kéo lại kéo nặng quá lại đứt mất cái dây. Nên chúng ta cứ từ to xuống bé, chúng ta cần lấy dây một lượt đi xong chúng ta lại lấy lại thì nó không gây cho chúng ta đứt dây đàn, chúng ta không phải lo về cái chuyện nó đứt mất cái dây đàn mới của chúng ta nha. Và thì xong xuôi chúng ta bật cái công cụ lên dây lên. Thank you.
Vậy thôi. Clip này thì chia sẻ với mọi người một chút về cái chuyện đấy thôi. Điều quan trọng trong cái này mình muốn chia sẻ, thứ nhất là khi chúng ta lên dây đàn thì lên từ dây lớn nhé. Như là lần đầu chúng ta lên cái dây đàn mới á, còn sau này chơi nhiều rồi thì lên từ dây bé này, bởi vì cái dây bé này nó ít gian nhất. Xong thì tiếp theo là cái chuyện cuốn dây đàn trong cái này đó. Và khi xả dây ra thì mọi người nhớ vệ sinh cần đàn của chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là cái cách mà kiểm tra cái thùng đàn nó có vang hay không, cái đấy rất là quan trọng nha. Bởi lúc mọi người đánh như này thì nó khác, mà khi giả sử như buổi tối các bạn chơi, nếu cái thùng đàn không vang thì các bạn ngồi cách đấy mấy chục mét không nghe thấy gì hết. Nhờ khi các bạn có cái thùng đàn tốt thì mình ở đây đánh rất bé nhưng mà những người ở xa thì người ta vẫn nghe thấy âm thanh nó rất là hay. Đấy là cái kinh nghiệm của bản thân mình muốn chia sẻ mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ với cái đàn của mình. Đấy, nhớ là bộ dây này, bộ dây Sliding Dog này. Đó, thì thằng em mình nó mua tạm, nó nói là 90.000, còn mình cũng chả biết là bao nhiêu. Để made in USA này, mà không biết là USA thật hay là hàng nhái nữa. Đó, mọi người thấy cái chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.